Hello mọi người, hôm nay mình chia sẻ các bạn này cách tạo một cái đường link Mali link như này, như ở cái trang TikTok của mình. Thế khi người ta vào cái trang TikTok mà người ta bấm vào cái đường link này thì nó sẽ hiện ra những cái trang mà mình cài đặt, ví dụ như mình cài đặt Facebook, cài đặt Zalo hay là YouTube. Đó, khi người ta bấm vào cái trang và người ta bấm vào đây thì nó sẽ chuyển đến cái trang như vậy. Thì có nhiều bạn biết rồi, nhưng bạn nào chưa biết thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm rất đơn giản thôi. À, các bạn lưu ý là các bạn để lại bình luận ấy thì các bạn viết cho nó rõ rõ và dài dài một chút, hoặc các bạn đừng bình luận quá nhanh. Thế mình thấy nhiều cái bình luận nó hiện lên là bạn A bạn B bình luận, thế sau khi mình bấm vào thì YouTube nó lại xóa những cái bình luận của các bạn đi rồi, cho nên là mình không thể là thấy được cái bình luận của các bạn. Thì các bạn lưu ý cho mình rồi. Ok, cách làm như sau: các bạn sẽ vào cái phần vào phần Google ở máy các bạn, sau đó các bạn gõ cho mình cái chữ là mali link là gì ấy. Các bạn gõ là mali link là gì. Sau đó thì đây, sau khi gõ xong các bạn tìm kiếm thì hiện ra cái trang này. Các bạn vào đúng cái trang này nhá, mali.link ấy. Các bạn sẽ nháy vào cái trang này. Rồi ok, thì các bạn sẽ kéo xuống dưới một chút, nó có cái phần là bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay thì các bạn chỉ việc nháy vào đây để các bạn bắt đầu. Rồi ok, các bạn chờ một tí thì nó hiện ra cái phần nó dịch cho tiếng Việt cho các bạn nhé. Mà nó không dịch thì cứ để yên cũng được. Ở đây nó có do mail, email của bạn. Các bạn điền cái địa chỉ Gmail của các bạn vào ấy để các bạn đăng ký. Rồi ở cái phần chữ có cái chữ là tôi thật tuyệt vời thì các bạn sẽ nháy vào để các bạn ghi cái đường link đó. Ở đây mình ghi tên của mình ngạt chôn, viết liền nhé các bạn, viết liền không có dấu. Rồi ok, rồi sau đó các bạn nháy vào chữ đăng ký. Ok, sau khi đăng ký thì các bạn kiểm tra cái hộp thư Gmail của các bạn ấy. Nếu mà nó yêu cầu các bạn nhập cái gì thì các bạn nhập. Ở đây nó không yêu cầu cái gì mình. Thì ok, nó hiện ra như này. Các bạn sẽ nháy vào chữ ADD link để các bạn sẽ chèn cái đường link của các bạn vào. Ở đây có cái dòng đầu tiên là dòng title, có nghĩa là cái tên tên đường link của các bạn. Ví dụ như là mình chèn đường link YouTube thì mình ghi tên kênh của mình vào. Đó, các bạn chèn Zalo thì các bạn điền tên Zalo. Đấy, sau có cái chữ URL ấy, thì các bạn sẽ lấy cái đường link nhé. Kênh YouTube thì các bạn sẽ vào kênh của các bạn, sau đó nháy vào dấu 3 chấm ở trên cùng và nháy chia sẻ. Facebook hay là Zalo thì các bạn lấy đường link. Đây, mình sao chép đường link, sau đó mình quay lại và mình dán vào cái chữ URL đây. Mình sẽ dán cái đường link kênh của mình vào. Và cái dưới là dòng dưới là cái dòng mô tả. Đó, tên cái kênh YouTube của mình là chia sẻ cái gì thì mình sẽ ghi vào đây. Hay là các bạn Facebook thì các bạn kết bạn Facebook với mình nhé. Đấy, các bạn ghi như vậy. Ok, sau khi ghi xong thì ở dưới nó có cái hình ảnh này. Đó, các bạn nháy vào upload này, sau đó chọn tệp này. Thì các bạn có thể chọn cái hình, ví dụ nếu là Facebook thì các bạn sẽ chọn vào Google, các bạn gõ cái Facebook, các bạn lấy cái ảnh Facebook về. Đấy, sau đó các bạn chọn. Ở đây mình sẽ lấy cái ảnh YouTube. Ok, sau đó xong các bạn sẽ nháy vào chữ create link thì bắt đầu nó tạo cho các bạn cái đường link như vậy. Đó, như vậy nó đã tạo xong. Nó có cái hình YouTube ấy, vừa mình tải lên ấy, chia sẻ giải đáp thắc mắc YouTube. Rồi ok, sau đây các bạn tiếp tục nháy vào chữ ADD link thì các bạn sẽ làm những cái đường link như Facebook, Zalo hay là những cái link trang web các bạn muốn bán hàng thì các bạn sẽ điền vào đây y hệt như vậy thôi. Rồi thì mình lưu ý là các bạn có thể đổi cái tên đường link. Đấy, các bạn nháy vào đấy thì ở đây nó có chữ chọn tệp này, các bạn sẽ chọn hình đại diện của cái đường link, các bạn sẽ chọn cái ảnh đại diện của các bạn. Rồi sau đó ở dưới thì các bạn ghi cái phần mô tả rất vui được làm quen với các bạn hay gì đấy. Rồi ok, các bạn ghi cho mình cái phần mô tả ở bên dưới. Sau khi xong các bạn nháy vào update profile. Rồi ok, thì sau đó các bạn sẽ nháy vào chữ copy nhé, copy cái đường link này để các bạn sẽ dán vào trang TikTok của các bạn. Đó. Rồi sau khi copy xong thì các bạn sẽ tiến hành vào TikTok của các bạn và các bạn sẽ vào phần trang cá nhân. Sau đó nháy vào sửa hồ sơ. Các bạn nháy vào sửa hồ sơ. Ở đây mình sử dụng cái trang TikTok này nhé. Đó, sau đó các bạn đây, các bạn dán vào đây và các bạn chỉ việc nhấn lưu thôi. Rồi ok, thì sau khi lưu xong thì nó tạo ra cái đường link như vậy, thì sau khi người ta bấm vào thì nó sẽ ra những cái trang mà các bạn cài đặt như vậy. Ok, chúc các bạn thành công nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Mình xin chào các bạn.